Chào các bạn, chúng ta tiếp tục với môn khoa học dành cho các con ở lớp 4 theo chương trình nước ngoài ha các bạn. Như vậy là 3 phần trước chúng ta đã xong cái chương 1 là cái Relationship Among Living Things, là cái mối quan hệ của những cái sinh vật sống. Trong đó có cái bài 1 á, cái lesson 1 là Animal and Plant in the Environment, là động vật và thực vật ở trong môi trường. Sau đó là chúng ta hướng dẫn các con đi tới bài 2, đó là Animal in the Environment, động vật ở trong môi trường. Bài 3 đó là People and Living Things, là con người và những sinh vật sống. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tới cái phần này hay các bạn, cái chapter 1 Science Approach, có nghĩa là giống như cái phần phụ thêm về mà khoa học của cái chương 1 với các bạn, cái kiểu như bên tiếng Việt của mình ưa gọi là bài đọc thêm á ha. Chúng ta bắt đầu ở cái tựa What is the scream doing at the mouth of the fish, là con tôm á, nó đang làm cái gì ở miệng của con cá vậy? Chúng ta bắt đầu với câu 1. Basically, fish eat scream, a food to get energy. Về cơ bản á, thì con cá nó sẽ thường là ăn cái con tôm như là cái thức ăn để có được cái năng lượng. Có nghĩa là con cá nó sẽ ăn con tôm để lấy cái năng lượng cho chính bản thân nó ha các bạn. Rồi, bắt đầu tiếp theo. Look at the picture below. Hãy nhìn vào cái bức tranh bên dưới. Is the fish trying to eat the scream? Là có phải con cá nó đang cố gắng để ăn con tôm đó hay không? The answer is no. Câu trả lời là không. In fact, sự thật á, là the scream is cleaning food waste from the teeth of the fish. So, the fish keeps eat more often. Cái chỗ này trên thực tế là không, trên thực tế là con tôm á này nè đang làm sạch cái chất thải thức ăn từ cái răng của con cá. Mình dịch sát nghĩa là chất thải từ thức ăn, nhưng mà mấy bạn phải hiểu đó là cái con cá nó ăn xong với các bạn, trên răng nó tương tự như con người còn lại những cái mảng bám á các bạn, chứ chất thải mình phải hiểu theo nghĩa như vậy ha. Rồi, so the fish keep it more often. Vì thế là con cá nó luôn mở miệng. Rồi, tiếp tục. It is impossible so for the fish to remove the food waste since they do not have hands. Con cá này nè, nó không có thể loại bỏ thức ăn thừa vì nó không có cái tay. Thí dụ như con người mình ưa gọi là xỉa răng, nhưng mà con cá này nó xỉa không được hay các bạn. Such scream also remove not only food waste but also eat tiny animal living on the fish body that could cause disease for the fish. Những con tôm như vậy á, nó không chỉ loại bỏ cái chất cái mảng bám từ thức ăn của con cá đâu, mà những con tôm này nó còn ăn những cái sinh vật nhỏ xíu á, nó sống trên mình của con cá, nó giúp cho con cá nó hạn chế được cái bệnh đó các bạn. Rồi, chỗ này mình thấy the picture show, như là cái bức tranh cho thấy, từ cái bức tranh này nó chỉ ra rằng they depend on each other, chúng phụ thuộc lẫn nhau, chúng hỗ trợ mối quan hệ tương hỗ hay các bạn. The scream enjoy food that is easy to get and the fish become more comfortable and healthy. Mối quan hệ hỗ tương này là gì? Là con tôm á, nó thích khi nó ăn được cái thức ăn dễ tìm, và con cá này thì cũng trở nên là dễ chịu do cái răng nó được thoải mái. Và cái việc con tôm này nè, nó lấy đi những cái sinh vật nhỏ trên mình của con cá thì nó cũng giúp con cá nó khỏe mạnh hơn hết các bạn. Như vậy mình đã xong cái bài đọc thêm cho cái phần chương 1 này hết các bạn. Rồi.